Giáo sư tiết lộ ba loại quả bổ hơn sâm, ung thư rất sợ, mỗi ngày ăn ít sẽ sống khỏe như voi, thọ 120 tuổi. Xin kính chào quý vị cô bác đã quay trở lại với kênh truyền hình sức khỏe. Xin hỏi quý vị cô bác mình ở đây có hay ăn trái cây không ạ? Nếu có thì hãy bình luận là số 1 cho chúng tôi được biết với nhé. Và chương trình cũng xin dành tặng cho quý vị cô bác một lời khen, bởi đây là một việc làm rất tốt cho sức khỏe cô bác ạ. Nhưng có một câu hỏi nhỏ là quý vị cô bác chúng ta có biết loại quả nào tốt nhất cho sức khỏe không? Tôi chắc chắn là có đến 99% các quý vị cô bác chúng ta đều chưa biết đúng không ạ? Vậy thì hãy theo dõi video ngày hôm nay, truyền hình sức khỏe sẽ chia sẻ tới cô bác 3 loại quả từ lâu đã được chuyên gia đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng cũng như những lợi ích vàng mà chúng đem đến cho sức khỏe. Cô bác nào muốn sống thọ trăm tuổi nhất định không được bỏ qua đâu nhé! Loại quả đại bổ thứ nhất, quả nhãn. Nhắc đến quả nhãn thì hiện nay đang đúng vào mùa nhãn có phải không ạ? Không biết là ở quê cô bác đang bán với giá bao nhiêu, chứ nơi tôi thì chỉ có giá khoảng 15-20 ngàn đồng 1kg nhãn, quả to, mọng nước thôi. Ấy thế mà đúng là có nhiều người ăn nhãn cả mấy chục năm nay, chỉ lo ăn vào nóng trong, chứ công dụng của nó lại chẳng mấy ai để ý đến. Vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ giải đáp cho quý vị cô bác những công dụng vàng này, chắc chắn nghe xong cô bác sẽ phải bất ngờ đấy cô bác ạ. Công dụng đầu tiên mà nhãn mang lại rất tốt cho lá lách và tim và tuyến tụy. Như cô bác cũng đã biết đấy ạ, trong lục phủ ngũ tạng của con người, mỗi bộ phận đều đóng một vai trò vô cùng quan trọng, trong đó phải kể đến đó là tim, thận, lá lách và tuyến tụy. Khi mà các bộ phận này khỏe mạnh, cơ thể của chúng ta mới khỏe mạnh được. Và rất đơn giản, chỉ bằng việc cô bác chúng ta bổ sung nhãn, ăn thường xuyên sẽ có được một sức khỏe như ý. Theo các bác sĩ, ăn nhãn giúp kích thích lá lách và trái tim khỏe mạnh hơn vì nó giúp máu tuần hoàn tốt hơn và tạo cảm giác dễ chịu đối với hệ thần kinh khi mà gần lá lách và tim. Bên cạnh đó thì nhãn cũng có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các nguy cơ mắc các bệnh ở tuyến tụy, sự thèm chất ngọt và tốt cho các cơ quan sinh sản của phụ nữ. Chỉ cần ăn khoảng 7 đến 10 quả nhãn mỗi ngày thôi thì cô bác chúng ta cứ hoàn toàn yên tâm, ba bộ phận trên cơ thể sẽ luôn luôn khỏe mạnh, chẳng no bệnh tật nào ghé thăm. Công dụng thứ hai của quả nhãn đó là rất tốt cho người bị xương khớp. Các chuyên gia cho biết hàm lượng chất đồng có trong quả nhãn rất cao, đặc biệt là người lớn khi về già thì hàm lượng đồng cần thiết càng nhiều hơn để hỗ trợ xương chắc khỏe. Trong 100g nhãn tươi thì sẽ cung cấp được khoảng 19% khoáng chất đồng, nhưng nếu như trong 100g nhãn khô thì hàm lượng khoáng chất đồng sẽ chiếm đến 90%. Một con số quả thật là quá tuyệt vời với những người nằm trong độ tuổi trung niên đang gặp vấn đề về xương khớp. Vậy nên cô bác chúng ta hãy thường xuyên bổ sung nhãn, nhất là nhãn khô để chúng ta có một hệ cơ xương khớp dẻo dai, khỏe mạnh như tuổi đôi mươi cô bác nhé. Công dụng thứ ba, giúp chống mất ngủ và ngăn ngừa bệnh trầm cảm tuyệt vời. Những cô bác nào chúng ta khó ngủ hoặc là thường xuyên mất ngủ, nếu chăm chỉ ăn long nhãn sẽ thấy tình trạng được cải thiện đáng kể. Lý do là khi ăn nhãn đi vào cơ thể, nó giúp cơ thể tăng cường hấp thụ các chất sắt. Bên cạnh đó thì việc tiêu thụ nhãn thường xuyên được xem là một phương pháp hiệu quả giúp cô bác ngăn ngừa các chứng bệnh về thần kinh. Điển hình là trầm cảm. Quả nhãn có khả năng làm thư giãn và tăng cường chức năng hoạt động của các dây thần kinh. Điều này cũng góp phần ngăn ngừa nguy cơ mắc chứng mất ngủ, ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của cô bác. Cô bác cũng có thể uống nước ấm pha với long nhãn để giúp chúng ta cải thiện các triệu chứng của suy nhược thần kinh do ốm đau, kiệt sức và mệt mỏi gây ra, lại còn giúp chúng ta ngủ ngon và sâu giấc hơn nữa. Công dụng thứ tư, nhãn giúp trị thận hư. Mọi khi hẳn là nhà cô bác thường ăn quả nhãn tươi luôn, có phải không ạ? Tuy nhiên long nhãn còn có tác dụng thần kỳ hơn nữa trong việc điều trị thận hư đấy. Chỉ cần quý vị cô bác lấy khoảng 500g long nhãn ngâm với 1 lít rượu để khoảng nửa tháng có thể dùng được rồi. Mỗi tối thì uống khoảng một chén nhỏ trước khi đi ngủ, tình trạng bệnh của chúng ta sẽ cải thiện rõ rệt. Công dụng thứ năm đó là cung cấp một lượng lớn vitamin C, đồng thời thì cũng bổ sung một nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể. Hầu như khi mà nhắc đến vitamin C, phần lớn mọi người thường nhắc đến các loại trái cây có vị chua như là cam, quýt, chanh, bưởi, vân vân.
Nhưng nhãn là một loại quả rất giàu vitamin này. Với hàm lượng vitamin C dồi dào thì nhãn sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, phòng tránh các bệnh về cảm cúm, cảm lạnh hiệu quả, mà khi được bổ sung đều trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Vitamin C còn có tác dụng hỗ trợ làm lành các vết thương cũng như là các chất xúc tác trong quá trình sản sinh collagen cần thiết cho da và hệ xương khớp. Bên cạnh đó, khả năng chống oxy hóa của nhãn cũng giúp bạn hạn chế tổn thương trên tế bào, đẩy lùi quá trình lão hóa và giảm nguy cơ ung thư. Hiện nay thì đang vào mùa nhãn, cô bác chúng ta đừng bỏ qua loại quả ngon và bổ dưỡng này nhé. Có một lưu ý nhỏ về quả nhãn, đó là dù đây là loại quả tốt, nhưng nếu cô bác nào bị tăng huyết áp thì chúng ta cũng không nên ăn. Theo các chuyên gia về y học cổ truyền cho biết, người mà mắc bệnh tăng huyết áp kiêng hoặc là hạn chế trái cây ngọt như là xoài, mít, nhãn, đây là tính ấm nên thường gây nóng trong làm cho huyết áp càng tăng cao hơn. Thưa quý vị, loại quả thứ hai, quả bơ. Công dụng đầu tiên, ăn bơ sẽ rất tốt cho thị lực. Có thể cô bác chưa biết, bơ chứa zeaxanthin và lutein, đây là hai chất phytochemical có trong mô mắt. Chúng có khả năng chống oxy hóa và giảm thiểu những tác động tiêu cực bên ngoài lên mắt như khói bụi, tia UV. Ngoài ra, axit béo omega 3 cũng giúp hấp thụ các chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng. Chính vì vậy nên, những cô bác nào mà đang gặp phải tình trạng mờ mắt, mỏi, hoa, nhìn không rõ thì có dấu hiệu bị thoái hóa điểm vàng, hãy bổ sung trái bơ thường xuyên, đảm bảo là đôi mắt của chúng ta sẽ luôn luôn được sáng khỏe. Công dụng thứ hai, bơ tốt cho tim mạch. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g quả bơ có 76mg beta-sitosterol, một sitosterol thực vật tự nhiên. Thường xuyên tiêu thụ beta-sitosterol và các sterol thực vật khác có thể giúp duy trì mức độ cholesterol khỏe mạnh. Điều này vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tim mạch của con người. Hơn nữa thì hiện cũng đang vào vụ bơ nên giá thành lại rất rẻ, chưa đến 20.000 đồng 1kg. Nên cô bác có thể mua về để mỗi ngày ăn một quả sẽ giúp cơ thể cảm nhận lại được những lợi ích tuyệt vời này. Công dụng thứ ba của quả bơ đó là cải thiện hệ tiêu hóa rất tốt cho con người. Theo các chuyên gia, bơ là loại quả chứa rất nhiều chất xơ đấy ạ. Vì vậy, ăn thực phẩm có chứa chất xơ tự nhiên có thể ngăn ngừa táo bón, duy trì sức khỏe đường tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư ruột kết vô cùng hiệu quả. Thay vì phải uống thuốc, từ giờ đã có loại quả giúp cô bác tiêu hóa và chữa trị chứng táo bón vô cùng tốt rồi. Thưa quý vị, công dụng thứ tư giúp chúng ta kháng khuẩn và giải độc tự nhiên. Như đã nói ở trên, bơ cung cấp đủ chất xơ sẽ làm cho nhu động ruột hoạt động tốt. Điều này là rất quan trọng cho bài tiết chất độc qua mật và phân. Khoa học cũng chỉ ra rằng chất xơ giúp cho cơ thể duy trì sự cân bằng lợi khuẩn lành mạnh. Điều này sẽ làm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể của chúng ta giảm đi đáng kể. Đặc biệt, bơ và dầu bơ có chứa các chất có đặc tính kháng khuẩn. Nghiên cứu cho thấy chất chiết xuất từ hạt bơ có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng, chẳng hạn như là nhiễm khuẩn huyết này. Vì vậy, quý vị cô bác chúng ta hãy nhớ bổ sung bơ thường xuyên để giúp cơ thể được thải độc và khỏe mạnh hơn mỗi ngày nhé. Loại quả thứ ba đại bổ mà chương trình muốn giới thiệu tới quý vị đó là quả táo. Không biết là cô bác mình ở đây đã từng nghe câu mỗi ngày ăn một quả táo không cần gặp bác sĩ chưa ạ? Nếu cô bác đã từng nghe rồi thì hãy bình luận là số 4 nhé. Nhưng mà tại sao người ta lại nói như vậy? Táo có những công dụng gì với sức khỏe của chúng ta? Theo các chuyên gia, táo là loại quả chứa nhiều dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, các loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Thường xuyên ăn táo sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời, lâu dài cho sức khỏe, cụ thể như sau. Công dụng đầu tiên, ăn táo giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ở đây có quý vị nào chúng ta đang còn khổ sở vì chứng bệnh tiểu đường hành hạ thì táo chính là loại quả cứu tinh cho căn bệnh mãn tính này. Theo các chuyên gia, thành phần chống oxy hóa trong táo là polyphenol, có tác dụng ngăn ngừa thoái hóa và tổn thương các tế bào beta trong tuyến tụy. Trong đó, tuyến tụy là cơ quan sinh sản insulin và nhằm giúp cơ thể chuyển hóa đường và duy trì nồng độ đường huyết ổn định.
Chính vì thế nên cô bác hãy bổ sung trái táo mỗi ngày, vừa cung cấp hàm lượng vitamin cần thiết cho cơ thể mà lại giảm được lượng đường huyết một cách hiệu quả nhất. Công dụng thứ hai, giúp làm giảm lượng cholesterol và giảm huyết áp. Các nghiên cứu đã liên kết việc tiêu thụ táo với việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Điều này có thể liên quan đến lợi ích giảm cholesterol của chất xơ hòa tan trong táo. Theo Mayo Clinic, chất xơ hòa tan sẽ hòa tan trong nước để tạo thành vật liệu giống như làn gel. Ăn thực phẩm chứa chất xơ hòa tan giúp ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol trong lớp niêm mạc của thành mạch máu, do đó thì sẽ làm giảm tỷ lệ mắc chứng xơ vữa động mạch và tim mạch. Một công dụng nữa đến từ quả táo đó là giúp cải thiện triệu chứng ở cơ quan hô hấp. Hẳn là đại dịch Covid vừa qua đã làm không ít người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, nhất đó là hệ thống hô hấp của chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta cần bổ sung ngay những thứ giúp chúng ta tăng cường sức khỏe cho lá phổi của mình, và một trong số đó chính là quả táo ạ. Theo các chuyên gia, hàm lượng vitamin C và khoáng chất trong táo có tác dụng tăng cường sức khỏe, cải thiện chức năng miễn dịch. Do đó, bổ sung táo trong thời gian điều trị các bệnh ở đường hô hấp có thể làm giảm triệu chứng khó chịu và nóng sốt, đau họng, nghẹt mũi, sổ mũi, giúp tăng cường sức khỏe cho hệ hô hấp rất hiệu quả. Công dụng thứ tư, giúp phòng ngừa bệnh sỏi mật vô cùng hiệu quả. Nhiều người chưa biết, sỏi mật hình thành khi nồng độ cholesterol cao và tích tụ bên trong ống mật, nhưng sẽ không còn là vấn đề nếu như cô bác biết mà bổ sung táo thường xuyên. Sẽ có tác dụng kiểm soát cholesterol, giảm lượng mỡ trong máu và duy trì cân nặng phù hợp. Bên cạnh đó thì chất xơ từ quả táo còn có tác dụng tăng cường chức năng chuyển hóa của gan và mật, làm giảm chất béo, triglyceride tích tụ trong gan và ống mật. Chính vì vậy, chúng ta hãy bổ sung táo thường xuyên để nhận lại những lợi ích tuyệt vời cho cơ thể của mình nhé! Quý vị cô bác thân mến, nghe đến đây có lẽ nhiều cô bác đã thấy được ba loại quả dù rất gần gũi và quen thuộc nhưng không ngờ lại bổ và tốt đến vậy phải không nào? Hãy thường xuyên bổ sung để nhận được những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe cô bác nhé! Còn bây giờ, xin được kính mời quý vị cô bác chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo đây của Truyền hình Sức Khỏe. Cảnh báo 6 món ăn sáng cực độc, nuôi sống ung thư, càng ăn càng sinh bệnh thọ non. Quý vị cô bác thân mến, theo các chuyên gia dinh dưỡng, những thứ gì chúng ta ăn vào buổi sáng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể. Và đây cũng là lý do tại sao bữa ăn hoặc là đồ uống đầu tiên trong ngày là một bữa ăn cực kỳ quan trọng. Thế nên việc ăn uống gì vào buổi sáng cần phải lựa chọn hết sức cẩn thận, bởi bữa sáng sẽ phản tác dụng nếu như chúng ta tiêu thụ các loại thực phẩm kém lành mạnh, thậm chí còn có thể là nguyên nhân thúc đẩy bệnh ung thư. Đặc biệt là đối với 6 món dưới đây, ai cũng nên biết sớm để mà tránh rước họa vào thân. Và cái tên được nhắc đến đầu tiên đó là các món ăn từ tinh bột tinh chế ạ. Xin hỏi có cô bác nào ở đây vào buổi sáng thường hay ăn các loại bánh như là bánh mì này, bánh bao không ạ? Nếu có thì chúng ta hãy bình luận là số 1 ở dưới bên dưới để cho chúng tôi cùng được thống kê xem số lượng quý vị chúng ta thường hay sử dụng những món này là bao nhiêu phần trăm trong xã hội ngày nay nhé. Và từ nay trở đi cô bác ạ, chúng ta nên nhớ rằng hạn chế ăn các món này lại đi nhé, vì nó rất là nguy hiểm và nó không tốt cho sức khỏe buổi sáng của cô bác đâu ạ. Bởi vì theo các chuyên gia, các loại thực phẩm làm từ tinh bột tinh chế như là bánh mì, bánh ngọt hay là bánh bao thường không chứa nhiều chất xơ và được hấp thụ nhanh hơn, khiến cho lượng đường trong máu của chúng ta tăng đột biến. Ngoài việc tăng lượng đường ở trong máu ra khi mà tiêu hóa những thực phẩm như vậy vào lúc đói bụng ạ, đặc biệt là với người có vấn đề về đường tiêu hóa, nó sẽ dễ gây ra ợ nóng, tạo ra gánh nặng cho dạ dày đấy ạ. Và tất nhiên rồi, ruột và dạ dày cần thời gian để chuyển từ chế độ nghỉ ngơi sang làm việc. Khi mà các cơ quan chưa sẵn sàng, việc ăn các thức ăn đặc lạp vào trong cơ thể sẽ làm quá trình tiêu hóa của chúng ta chậm lại và hoạt động ì ạch hơn. Chính vì vậy, thay vì chúng ta ăn bánh mì hay là những thực phẩm từ tinh bột tinh chế, cô bác nên ăn rau xanh, khoai lang hoặc là cháo vào buổi sáng sẽ tốt cho cơ thể của mình hơn đó ạ. Thứ hai là bún phở.
Thưa quý vị, bún phở từ lâu trở thành một món ăn sáng quen thuộc của người dân Việt Nam ta, nhất là vào những người làm công sở bận rộn, chúng ta không có thời gian để nấu nướng. Món ăn này còn được thay cho bữa ăn chính, không chỉ ăn sáng mà còn cả ăn trưa lẫn ăn tối ạ. Có nhiều người nói rằng, tôi có thời thói quen là ăn thức ăn khi mà còn rất nóng, nhất là khi ăn bún phở. Vì ăn như thế thì mới cảm thấy ngon, nếu mà ăn thức ăn nguội sẽ cảm thấy vị còn không còn ngon nữa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về sức khỏe khuyên rằng chúng ta không nên ăn thức ăn khi mà còn quá nóng đâu. Khi mà ăn quá nóng có thể chúng ta sẽ bị bỏng môi, bỏng lợi, niêm mạc miệng, lưỡi, họng, thực quản của chúng ta sẽ bị bỏng. Các vết bỏng này thì có thể sẽ gây lở loét, nhiễm khuẩn rất là đau đấy ạ. Ngoài ra thì nhiều nghiên cứu cho thấy rằng ăn quá nóng cũng là một trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư thực quản. Nếu mà thường xuyên ăn thức ăn nóng quá sẽ làm tổn thương tế bào vị giác trên lưỡi, ảnh hưởng đến thần kinh vị giác, suy giảm khả năng vị giác dẫn đến chán ăn, lâu ngày thì gây suy nhược cơ thể trầm trọng. Do đó thì các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên rằng chúng ta không nên ăn thức ăn quá nóng. Đối với món bún phở yêu thích của nhiều người, cô bác chỉ nên ăn ấm vừa miệng để vẫn đảm bảo khẩu vị ngon mà không gây tổn thương đường tiêu hóa, quý vị cô bác nhé. Món thứ ba mà chúng tôi muốn quý vị chúng ta lưu ý vào bữa sáng đó là ngũ cốc. Cô bác có biết không ạ? Ngũ cốc trong tiếng Hán, ngũ có nghĩa là năm. Trong thời Trung Quốc cổ đại có ý nghĩa là năm loại thực vật và hạt ăn được. Về sau thì ngũ cốc có thể hiểu là 5 loại hạt khác nhau được y học hiện đại nghiên cứu ra nhiều giá trị dinh dưỡng, gồm có mè này, hạt gạo nếp, hạt gạo tẻ, lúa mì và các loại đậu. Nhưng đến nay thì ngũ cốc còn mở rộng ra gồm nhiều nguyên liệu khác như là bắp này, các loại hạt chẳng hạn. Trong ngũ cốc thì nó có nhiều thành phần dinh dưỡng rất có lợi cho sức khỏe như là chất xơ, protein, các chất chống oxy hóa, hợp chất thực vật, các khoáng chất như là magie, sắt, phốt pho, mangan. Vì thành phần dinh dưỡng của ngũ cốc thì tùy vào loại hạt nên là không thể liệt kê chính xác được định lượng của mỗi chất trong các sản phẩm này. Tuy nhiên thì các dưỡng chất có trong ngũ cốc đều khá là phong phú và rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Một trong những lợi ích tuyệt vời của ngũ cốc đó chính là giúp cơ thể chuyển hóa cáp và tăng độ nhạy của insulin, giảm đường huyết lúc đói nhờ vào lượng magie có ở trong chúng. Ngoài ra thì hàm lượng chất xơ cao trong ngũ cốc còn giúp cơ thể của quý vị chúng ta duy trì được lượng đường trong máu ổn định hơn. Chúng có thể làm giảm nồng độ HbA1c, huyết sắc tố glycat là tác nhân gây tăng các biến chứng về bệnh tiểu đường đấy ạ. Thế nhưng mà điều đáng buồn là ngũ cốc ngày nay có quá nhiều loại và không phải loại ngũ cốc nào thì cũng tốt đâu quý vị nhé. Thậm chí là nó còn là nguyên nhân khiến cho người dùng mắc về căn bệnh tiểu đường cơ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra loại ngũ cốc giòn có chứa nhiều đường nhất. Việc tiêu thụ lượng đường vào buổi sáng sẽ khiến cho đường huyết của chúng ta tăng lên một cách đột biến, kích thích chúng ta tiết ra insulin. Nếu mà lượng đường trong máu của chúng ta thay đổi quá là đột ngột vào buổi sáng, nó sẽ dẫn đến việc khiến cho người ta muốn ăn nhiều hơn mức cần thiết trong ngày. Lâu dài có thể xảy ra tình trạng cơ thể chúng ta sẽ kháng lại insulin, làm tăng nguy cơ, khiến cho quý vị mắc căn bệnh tiểu đường, làm tăng huyết áp, bệnh béo phì, bệnh xơ cứng động mạch, v.v. và rất nguy hiểm đó quý vị ạ. Vì vậy, khi mua thì cô bác chú ý đến thành phần ghi ở trên nhãn và cố gắng là chúng ta chọn những sản phẩm không có đường hoặc là ít đường thôi và chất ít phụ gia thôi. Nhất là chúng ta nên tìm mua ngũ cốc handmade làm nhà ăn cho an toàn cô bác ạ. Và 4. Thực phẩm có tính axit. Những thực phẩm mà có tính axit chúng tôi muốn nói đến ở đây đó là cà chua này, chanh này, cam này là thành phần phổ biến ở trong bữa sáng được coi là lành mạnh. Tuy nhiên thì một số người dễ xuất hiện triệu chứng ợ nóng sau khi mà ăn chúng ạ. Điều này là do ở trong khi ngủ thì ngủ dạ dày trống rỗng, một lượng nhỏ các dịch vị còn sót lại thì có tính axit khá là cao đấy ạ. Các bác sĩ ở Kim So Hyung thì giải thích rằng nếu mà chúng ta ăn đồ chua vào thời điểm sau khi mà ngủ dậy, nó sẽ kích ứng lên thành dạ dày, đặc biệt là những thực phẩm có chứa tính axit tannic như là cà chua, nó sẽ làm tăng độ axit của axit dạ dày đấy ạ.
Thế nên, quý vị ạ, với những người mà có dạ dày yếu hoặc là có thể bị loét dạ dày ngay cả khi ăn táo, một thực phẩm mà chúng ta coi là tốt cho sức khỏe vào buổi sáng, gây cảm giác khó chịu cho đường tiêu hóa. Ngoài ra thì pectin ở trong phản ứng với axit dạ dày, nó sẽ làm tăng áp lực lên dạ dày và tăng cái cảm giác khó chịu ở trong cơ thể, rất là bức bối và khó chịu, bồn chồn. Vì vậy khi mà ăn các loại trái cây có tính axit như là cà chua này, táo này, cam, chanh vào bữa sáng, cô bác nên kết hợp chúng với các loại rau khác và nấu chín trước khi ăn để ngăn ngừa những tình trạng nguy hại xảy ra với dạ dày cô bác nhé. Thứ năm là các sản phẩm thịt chế biến. Thịt chế biến thoạt nghe là nhiều người sẽ tưởng xa lạ, nhưng mà thực tế chúng là những thực phẩm khá quen thuộc như là xúc xích, thịt xông khói, giam bông, thịt hộp. Những món này thì rất là tiện lợi cho chúng ta vào buổi sáng đúng không? Chúng ta có thể là làm những món nhanh đơn giản như là mì tôm với xúc xích này, một lát bánh mì cùng với thịt xông khói hoặc là giăm bông, phết thêm một chút thịt hộp. Ôi trời ơi, rất là tiết kiệm thời gian và rất là nhanh chóng, ăn lại ngon, mùi vị cũng hấp dẫn nữa. Và gia đình tôi cũng thường như vậy khi mà hai con nhỏ, vợ chồng thì đều là công chức nhà nước, đều đi làm. Thế nên là không có nhiều thời gian chuẩn bị một bữa sáng có thể tươm tất cho gia đình. Nên đây sẽ là một lựa chọn rất là đúng đắn cho gia đình của chúng tôi. Thưa quý vị, vì những cái sản phẩm thịt chế biến này nó có một hương vị rất là thơm ngon và tiện lợi, nên nó được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là dùng trong bữa sáng đấy ạ. Khi mà cô bác mở danh sách thành phần của các sản phẩm này ra, như là mở xúc xích này, thịt xông khói này, giam bông, thường thì chúng ta sẽ có một dòng chữ là natri lichit. Đây là một loại nitrit có chức năng chính là làm cho thịt mềm, đồng thời nó sẽ kéo dài thời gian bảo quản ra. Bản thân của nitrit ạ, nó không gây ung thư, nhưng mà sau khi phản ứng với protein của trứng, nó sẽ tạo ra hợp chất nitrosamine gây ra ung thư. Hơn nữa thì nó còn làm tăng đường huyết, tăng nồng độ cholesterol xấu trong cơ thể và tăng cả huyết áp. Thưa quý vị, từ năm 2016, các tổ chức y tế thế giới phân loại các loại thịt chế biến là chất gây ung thư loại 1, nghĩa là nó có bằng chứng rõ ràng chứng minh là nó gây ra ung thư. Ngoài ra thì thịt chế biến sẵn có nhiều chất béo hơn so với thịt thông thường, có thể làm tăng lượng cholesterol xấu và tăng nguy cơ đột quỵ. Do đó thì tốt nhất chúng ta nên hạn chế thịt chế biến lại, nhất là đối với học sinh, sinh viên. Cô bác nên khuyên bảo con của mình là không nên ăn những thực phẩm này cô bác nhé. Và gia đình tôi thì cũng đã ngừng lại ngay những cái thói quen này từ khi mà biết đến những tác hại của nó. Món tiếp theo mà chúng tôi muốn đề cập tới quý vị, chúng ta không nên sử dụng vào buổi sáng nhiều, đó là cà phê. Tôi để ý thấy rằng uống cà phê vào buổi sáng là một thói quen của rất nhiều người, thậm chí là của một số những người thì họ cho rằng đó là một thói quen không thể bỏ được, nếu không uống thì họ sẽ không thể tỉnh táo làm việc được. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy thôi, mỗi buổi sáng khi mà đến văn phòng làm việc thì một ly cà phê là một lựa chọn đầu tiên của tôi để giúp cho ngày hôm đó làm việc được tỉnh táo hơn, không bị buồn ngủ. Về vấn đề này thì theo các chuyên gia sức khỏe, việc uống cà phê khi mà đói bụng không chỉ gây kích ứng cho đường tiêu hóa mà nó còn làm giãn cơ vòng thực quản dưới, gây ra trào ngược dạ dày thực quản, đặc biệt là với những bệnh nhân bị thực quản loét dạ dày. Ngoài ra thì do cơ thể có tự tiết ra một lượng lớn cortisol sau khi thức dậy vào buổi sáng để đánh thức các cơ quan, nên thực ra không cần đến sự trợ giúp của caffeine. Cơ thể vẫn có thể giữ được tình trạng tỉnh táo ạ. Ngược lại, nếu mà chúng ta uống cà phê vào thời điểm này sẽ dễ gây ra cảm giác khó chịu, dễ xuất hiện tình trạng đau đầu và tim đập nhanh hơn, vì nó luôn khiến cho đầu óc của chúng ta căng thẳng, lúc nào cũng phải mở to mắt ra vì thức do tác hại của caffeine đấy ạ. Chính vì vậy, cô bác ạ, thay vì chúng ta uống cà phê vào buổi sáng ngay sau khi vừa thức dậy, cô bác nên uống một cốc nước ấm để khởi động cơ thể bắt đầu một ngày mới hơn. Và nếu không bỏ được cà phê thì cô bác nên thay đổi khung giờ uống đi. Chúng ta hãy uống cà phê sau khi ngủ dậy ít nhất là 3 giờ và chúng ta nên uống sau khi chúng ta ăn sáng nhé.
À, cô bác thân mến, nghe đến đây thì có thể là nhiều cô bác đang nghĩ những thực phẩm trên khá là quen thuộc, không nên ăn vào buổi sáng vì nguy hại cho cơ thể. Vậy thì buổi sáng chúng ta nên ăn gì mới là tốt đúng không? Quý vị cũng đang thắc mắc và mong chờ đúng không nào? Và quý vị thân mến thì nếu như quý vị là một khán giả trung thành của truyền hình sức khỏe thì quý vị cũng đã được lắng nghe những cái điều chia sẻ về món ăn sáng bổ ích này ở những video trước rồi. Và nếu quý vị là khán giả mới đến với truyền hình sức khỏe thì quý vị chúng ta hãy truy cập vào mục video trên kênh để tìm hiểu và biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa nhé. Và tất cả những món ăn sáng bổ ích thì đều đã được chúng tôi upload lên hệ thống kênh của mình. Còn trong phần tiếp theo của chương trình, ngay sau đây thì chúng tôi sẽ cung cấp thêm cho cô bác trong những kiến thức vô cùng quan trọng về sức khỏe. Cô bác hãy chú ý lắng nghe nhé. Quý vị, cô bác có biết là tiểu đường hay với một cái tên gọi rất là thân thuộc với cô bác là đái tháo đường là một trong ba nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam không ạ? Và nó chỉ đứng sau căn bệnh tim mạch và ung thư thôi. Những số liệu thống kê về bệnh tiểu đường tại Việt Nam nhiều năm gần đây thì cho thấy rằng đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao và ngày càng phổ biến. Điều đáng nói nhất là hiện nay hơn 2,5 triệu người Việt không biết mình mắc bệnh tiểu đường, liệu cô bác có nằm trong số đó hay không? Và số liệu thống kê trên thế giới cho biết cứ 10 người thì có một người mắc căn bệnh tiểu đường. Đáng quan ngại hơn, số bệnh nhân mắc tiểu đường ngày càng trẻ hóa cùng với số ca mắc tăng nhanh chóng mặt trong độ tuổi chỉ từ 20 đến 79 tuổi thôi. Theo báo cáo của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới IDF công bố vào năm 2021. Thưa quý vị, tại Việt Nam thì gần 5 triệu người Việt đã bị mắc bệnh tiểu đường. Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, chỉ trong vòng 3 năm là từ năm 2019 đến năm 2022, số ca mắc đã tăng thêm 1,5 triệu người. Trong năm 2023 thì Việt Nam đang chứng kiến một cú sốc về thống kê bệnh tiểu đường khi số người mắc bệnh tăng lên gần 5 triệu. Kể từ năm 2002 đến năm 2012 thì con số này đã tăng lên tới 211%, một con số rất là kinh khủng phải không ạ? Thế mới thấy rằng căn bệnh này nguy hiểm và đáng sợ như thế nào. Và để giúp những cô bác mà đã và đang mắc căn bệnh tiểu đường này rồi, hoặc là kể cả hiện tại là quý vị chưa có vấn đề gì nhưng mà tương lai tránh được hậu quả đáng tiếc về căn bệnh này gây ra. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị cô bác 5 loại quả rẻ tiền sẽ giúp chúng ta ổn định đường huyết cực tốt, càng ăn thì càng khỏe, sống rất là thọ. Hãy thêm ngay vào trong thực đơn ăn uống hàng ngày của mình quý vị nhé. Loại quả thứ nhất sẽ giúp cô bác tránh được những tác hại tai quái của căn bệnh tiểu đường, đó chính là quả chanh. Cô bác ở đây có bao giờ thắc mắc rằng tại sao chanh lại được các chuyên gia khuyên dùng nhiều đến vậy không ạ? Bởi vì chanh nó có rất là nhiều công dụng như là giảm tình trạng ốm sốt, hỗ trợ sức khỏe về tim mạch, ngăn ngừa sỏi thận. Và ngày hôm nay chúng ta lại biết thêm một công dụng nữa của chanh, đó là giảm tiểu đường, đường huyết trong cơ thể. Theo các chuyên gia về sức khỏe, chanh là một loại trái cây được nhiều chị em ưa thích, chứa nhiều vitamin C và giúp thúc đẩy quá trình bài tiết cholesterol, ngăn ngừa tình trạng đông máu, giảm cholesterol trong huyết thanh. Chanh là một chất tăng cường insulin có thể giúp cơ thể chúng ta sử dụng insulin tốt hơn và ổn định lượng đường ở trong máu. Mỗi ngày ăn một ít chanh thì có thể giúp lượng đường trong máu của cô bác giảm từ từ đấy ạ. Chính vì vậy, quý vị cô bác hãy thường xuyên thêm chanh vào những bữa ăn của mình nhé. Nhưng mà hãy lưu ý là sử dụng với số lượng vừa đủ thôi ạ. Tránh tình trạng sử dụng quá nhiều lại trở thành con dao hai lưỡi đó ạ. Thứ hai đó là lựu. Theo các chuyên gia về sức khỏe, bệnh tiểu đường loại 2 là một bệnh mãn tính được gây ra bởi sự sản xuất insulin suy giảm. Tin vui cho những người bệnh tiểu đường là chế độ ăn uống có thể giúp kiểm soát lượng đường ở trong máu. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Developments in Nutrition của Mỹ, đã xem xét tác động của việc tiêu thụ một lượng nước ép lựu 235ml đối với mức đường huyết, đã là kết luận rằng các thành phần trong nước ép lựu có khả năng điều chỉnh trong quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể. Hơn nữa thì người bệnh tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn bình thường, bổ sung lựu làm giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe động mạch, giảm khả năng mắc bệnh tim mạch. Theo đánh giá trên của trường đại học Pisa, chiết xuất punicalagin ở trong quả lựu sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Do chất này làm giảm rối loạn chức năng nội mô mạch vành, giảm nồng độ chất béo, trung tính và axit béo ở trong huyết tương, cải thiện được quá trình chuyển hóa lipid chất bình thường ở tim. Cô bác ạ, bên cạnh đó thì lựu còn được làm một bài thuốc chữa trị các chứng bệnh như là quai bị. Cô bác lấy khoảng 1 đến 2 quả lựu tươi, bóc lấy hạt và nghiền nát ra, cho vào nước sôi, ngâm trong khoảng 30 phút rồi lọc lấy nước ngậm, súc miệng vài lần một ngày, hoặc là trị chứng bệnh kiết lỵ lâu không đỡ. Lấy một quả lựu phơi khô và tán sao cho bột mịn, mỗi lần uống từ 10 đến 20 gram với nước cơm, rất là hiệu quả đó cô bác ạ. Thứ ba đó là quả đu đủ. Đu đủ là một loại trái cây phổ biến, không những mang được vị ngon mà còn mang lại rất nhiều những giá trị dinh dưỡng. Chính vì vậy, nếu mà cô bác nào chúng ta đang trồng loại quả này thì quả thật là rất tốt đó ạ. Vì không chỉ là quả có tác dụng đâu mà chính lá đu đủ cũng có nhiều tác dụng đối với sức khỏe của chúng ta. Theo đánh giá vào năm 2015 của Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc, dựa trên 305 nghiên cứu cho thấy rằng đu đủ có tác dụng làm giảm lượng đường ở trong máu rất là tốt. Ăn đu đủ thường xuyên sẽ giúp cho người bệnh tiểu đường loại 2 hạ đường huyết trong cơ thể, đạt được mục tiêu A1C an toàn, tức là dưới 5,7%. Ngoài ra thì đu đủ cung cấp vitamin C dồi dào, hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ cơ thể cô bác khỏi nhiễm trùng và nhiều loại bệnh, giúp làm giảm cholesterol xấu. Từ đó thì sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp cao và đột quỵ nữa ạ. Tuy nhiên, nếu mà cô bác dị ứng với những thành phần trong đu đủ rồi thì cần phải dừng lại ngay và có thể chuyển sang loại hoa quả khác phù hợp với thể trạng của mình cô bác nhé. Tốt nhất là nếu dị ứng với đu đủ, cô bác nên đến các cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ tư vấn về tình trạng sức khỏe, xem bản thân mình có chế độ ăn uống như thế nào mới tốt cho cô bác nhé. Loại quả thứ tư mà chúng tôi muốn quý vị cô bác chúng ta lưu ý đó là quả táo mèo. Táo mèo hay còn được gọi là Bắc Sơn Tra, Nam Sơn Tra, Dã Sơn Tra là vị thuốc trong đông y, sử dụng kết hợp trong nhiều bài thuốc liên quan đến ba kinh, tỳ, vị, can, có tác dụng là tỳ tiêu thực. Đối với bệnh tiểu đường, táo mèo có tác dụng hỗ trợ đào thải cholesterol xấu ở trong máu, ngăn chặn được các biến chứng nguy hiểm do căn bệnh tiểu đường gây ra. Không chỉ hỗ trợ chữa trị tiểu đường, táo mèo còn điều trị tốt cho các chứng bệnh khác hiệu quả và an toàn. Táo mèo có tác dụng điều trị các căn bệnh liên quan như là chứng tích trệ, ăn uống đầy bụng không tiêu, ăn uống nhiều thịt, nhiều đồ dầu mỡ, chiên xào. Ngoài ra thì táo mèo còn có thể dùng phối hợp với các vị thuốc giáng khí trị các chứng đầy bụng, nôn nấc ợ chua. Theo y học hiện đại, táo mèo có tác động tốt đến tim mạch và mạch máu, trong đó thì tác dụng của cường tim, ngăn ngừa xơ vữa động mạch vành và tăng lưu thông mạch vành, giãn mạch và chống rối loạn nhịp tim. Đối với bệnh nhân bị tiểu đường, táo mèo có tác động là thải loại cholesterol theo cơ chế tăng bài tiết dịch mật, từ đó thì sẽ giảm được các bệnh mỡ xấu và tăng lượng cholesterol HDL, giảm lắng đọng cholesterol vào trong thành mạch. Phòng ngừa các biến chứng tiểu đường như là tim mạch này, mạch máu này, đột quỵ này, huyết áp này. Ngoài ra, táo mèo còn có tác dụng an thần, hỗ trợ giấc ngủ sâu, tăng sức đề kháng cho cơ thể và được dân gian sử dụng để làm siro như là một thức uống bổ dưỡng và giải khát trong mùa hè. Ngoài ra thì người ta còn dùng táo mèo để ngâm rượu điều trị các căn bệnh. Để nhận được công dụng của táo mèo, cô bác có thể dùng táo mèo như là thái lát phơi khô, dùng nấu nước, hãm trà, ngâm rượu, làm siro, làm ô mai, làm giấm rất tốt cho sức khỏe đó ạ. Thứ năm đó là quả bưởi. Bưởi là một loại trái cây ngon, bổ dưỡng, không chỉ là một loại quả ăn hàng ngày mà bưởi còn có rất nhiều các tác dụng khác như là trong việc hỗ trợ điều trị bệnh, điển hình chính là bệnh tiểu đường. Thật bất ngờ khi mà các nhà nghiên cứu phát hiện trong nước bưởi có chứa tự insulin giúp chúng ta hạ đường huyết. Mỗi ngày ăn một quả bưởi chua sẽ có tác dụng rất tốt cho những người mắc bệnh đái tháo đường, béo phì và người mắc bệnh tim mạch. Hơn nữa thì bưởi chứa một nguồn vitamin C dồi dào giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh thường gặp như là cảm cúm hay là sốt. Vitamin C thì ngăn ngừa bệnh ung thư miệng và ung thư dạ dày, đột quỵ và đau tim nữa ạ. Khi mà cô bác uống nước ép bưởi sẽ giúp gan của chúng ta khỏe hơn, làm sạch các độc tố có trong gan, thanh lọc gan, giúp thuyên giảm các bệnh mãn tính như là trầm cảm, cứng cơ hay đau mãn tính.
Hơn nữa thì bưởi còn có công dụng làm các bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh nếu bị cảm cúm, nhức đầu, sốt, ho, sổ mũi, ngạt mũi, không ra mồ hôi, dùng các vị lá sau. Lá bưởi khoảng 50g, lá xả, lá hương nhu, lá tre, mỗi thứ khoảng 20g. Tất cả chúng ta cho vào trong nồi, lấy lá chuối bịt kín miệng nồi lại và đun sôi khoảng 5 phút rồi đem ra xông. Khi xông thì cần chú ý rạch lá chuối từ từ cho hơi nóng bốc vừa phải, chùm chăn kín cho người bệnh xông khoảng 10 phút, đến khi mà mồ hôi ra nhiều thì thôi và mở chăn ra từ từ. Sau đó thì sẽ dùng khăn mặt lau khô hết mồ hôi, tránh hướng gió lùa vào và để phòng bỏng. Nhớ không được xông khi mà người bệnh yếu quá và khi mồ hôi ra nhiều. Còn nếu mà quý vị cô bác đang bị viêm loét dạ dày, hành tá tràng, hạt bưởi để cả vỏ cứng 100g rửa sạch, cho vào trong một cốc thủy tinh to, rót vào 200ml nước sôi, đậy kín, ủ nóng trong 2-3 giờ. Hạt bưởi sẽ tiết ra một chất nhầy làm cho cốc nước đặc và sánh như nước cháo ạ. Gạn bỏ hạt, lấy nước uống sau bữa ăn khoảng 2 giờ. Mỗi ngày chúng ta uống một lần, hàng ngày làm và uống liên tục đến khi nào thấy hết đau thì thôi. Thường thì uống như vậy từ 5 đến 7 ngày là người bệnh đã thấy là dễ chịu và giảm đau rồi cô bác ạ. Mong rằng là quý vị cô bác chúng ta sẽ áp dụng được những bài thuốc này cũng như là bổ sung cho những hoa quả này vào trong thực đơn của mình hàng ngày thường xuyên hơn cô bác nhé. Và điều quan trọng hơn nữa mà chúng tôi luôn luôn nhắc cô bác đó chính là cô bác cần phải có một tâm thái thật tốt, luôn luôn vui vẻ, yêu thương cơ thể mình. Có như vậy thì cơ thể của chúng ta mới có được từ trong ra ngoài một cơ thể khỏe mạnh. Biết rằng cuộc sống sẽ không được như ý, nhưng thay vì lo lắng và sợ hãi về những điều không thể kiểm soát, chúng ta nên tập trung vào việc học cách buông bỏ, làm trống tâm trí để có được sự bình an và thanh thản trong tâm hồn. Lo lắng và sợ hãi không những không giúp ích gì mà còn có thể là khiến cho tình trạng bệnh tật của chúng ta trở nên tồi tệ hơn. Khi mà tâm trí bị chướng ngại bởi những suy nghĩ tiêu cực, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone căng thẳng, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Ngược lại, khi mà ta học được cách buông bỏ rồi, tâm trí của mình sẽ trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn rất là nhiều. Từ đó thì sẽ giúp chúng ta tăng cường được hệ miễn dịch và khả năng tự chữa lành của cơ thể. Bệnh tật là một phần của cuộc sống, ai cũng sẽ cần phải đối mặt với nó. Thay vì no sợ, hãy tập trung vào việc chúng ta chăm sóc sức khỏe của bản thân, duy trì một lối sống lành mạnh và giữ cho tinh thần lạc quan hơn. Hãy nhớ rằng, sức khỏe tinh thần đóng một vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa, điều trị bệnh tật. Một tinh thần khỏe mạnh sẽ giúp cho quý vị cô bác chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách ở trong cuộc sống này. Về già, cha mẹ làm bốn việc này, con cái gánh nghiệp, trả nợ suốt đời. Quý vị thân mến, là người làm cha làm mẹ, ta phải sống tử tế. Không phải để cho mình mà chính là để cho con mình. Bởi các cụ vẫn thường hay nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, phúc đức thì tại mẫu. Đời cha làm thứ bậy bạ thì giống như làm gương cho con làm thứ bậy bạ. Đời cha để lại một đống tài sản cũng đồng nghĩa với việc để lại một đống kền kền dọn sạch đống tài sản ấy. Bởi vì ông để lại quá nhiều kẻ thù. Quý vị có thấy đúng không ạ? Và đáng sợ nhất chính là cha mẹ để lại cho con cái một đống kẻ thù. Quả báo nó cũng giống như cái gọi là nợ. Nếu cha mẹ chưa trả hết thì chỉ có thể để con cháu tiếp tục trả. Về già, bạn mà làm bốn việc này, con cháu sẽ phải chịu quả báo đáng sợ. Thứ nhất, nếu bạn coi thường người nghèo, thế hệ tương lai cũng sẽ nghèo. Người xưa có câu, nghèo thì lợi mình, giàu thì lợi thiên hạ. Đối với người không có tiền, có thể nuôi sống bản thân và gia đình đã là khá lắm rồi. Đối với người giàu, điều tốt nhất là họ biết cách sử dụng tốt của cải để mang lại lợi ích cho xã hội. Tất nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất và rất có thể sẽ không trở thành hiện thực.
Thái độ của người giàu đối với người nghèo rất khác, hoặc họ coi thường người nghèo và họ coi thường người nghèo vì sự kém cỏi. Loại hành vi khinh thường này sẽ gieo vận may không tốt cho các thế hệ tương lai. Có một thực tế là chúng ta càng coi thường người nghèo thì con cháu chúng ta càng nghèo. Một người đàn ông giàu có ở thời cổ đại có đủ tài sản để mua một nửa thành phố, nhưng ông ta thích bắt nạt kẻ yếu. Sau khi ông mất, con cháu ông không giữ được của cải, bị kẻ thù hãm hại, cuối cùng phải sống lang thang, khốn khổ. Dù giàu có đến đâu cũng phải giữ tấm lòng bình đẳng thương yêu. Hãy tôn trọng những người nghèo khó trong xã hội. Trong tương lai, những người khác sẽ tôn trọng con cháu của bạn. Chuyện kể rằng có một vị quan nọ tích lũy tài sản được cả ngàn lượng bạc, chuẩn bị để chuộc lại ruộng đất đã bán trước đó 20 năm. Đứa con trai trong nhà vừa được 12 tuổi, biết chuyện ấy liền thưa hỏi cha: "Những người mua ruộng của nhà mình trước đây tổng cộng có bao nhiêu gia đình?" Người cha nói: "Khoảng hơn 20 nhà." Đứa con lại hỏi: "Các nhà ấy mua ruộng của mình rồi, sửa sang, gây dựng tốn kém hết bao nhiêu?" Người cha liền tính hết các loại phí tổn rồi cho con biết. Khi ấy, đứa con mới khoan thai nói: "Như vậy, nếu mình chuộc lại theo giá bán trước kia, thì các gia đình ấy đều phải chịu thiệt thòi nhiều lắm. Ví như nhà mình có chuộc lại được ruộng, ắt cũng bị thương tổn âm đức. Huống chi, nhà mình có tiền thì lo gì không có ruộng, đâu cần phải tranh số ruộng đang nuôi sống 20 gia đình ấy. Hơn nữa, các nhà nghèo ấy mua được ruộng rất khó khăn, còn nhà mình muốn mua ruộng lại dễ dàng. Ví như họ nhận lại tiền của mình theo giá trước đây, nay đi mua ruộng thì chỉ còn được phân nửa diện tích. Chưa nói đến việc nhà nghèo khổ cầm được tiền vào tay thì đâu dễ không bị hao hụt ít nhiều." Người cha suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Những gì con nói rất hợp lý, nhưng có 18 mẫu ruộng gần mộ ông bà thì nhất định phải chuộc lại để dùng vào việc cúng tế và tảo mộ. Ngoài ra, thôi không chuộc nữa." Đứa con lại nói: "Nếu nhất định phải thế thì nên theo giá hiện nay mà mua, không nhất thiết phải nói là chuộc lại." Người cha làm theo lời con. Do đó, những người có ruộng hết sức cảm kích ân huệ ấy, thường đến miếu thờ mãnh tướng trong làng để cầu thần gia hộ cho ân nhân. Khi người con ấy được 18 tuổi, thi cử liên tiếp đỗ đạt nên được đề bạt làm đến chức thái thú Nghiêm Châu. Một hôm, anh đang cưỡi ngựa qua cầu thì con ngựa bỗng trở trứng lồng lên nhảy vọt xuống sông. Ngay lúc nguy cấp ấy, bỗng thấy vị mãnh tướng hiện ra trên không trung, đưa tay đỡ lấy anh, đặt ngồi xuống ngay ngắn bên thành cầu. Khi ấy mới biết việc người dân lâu nay cầu khấn cho anh quả thật có cảm ứng. Về sau, người con ấy sống thọ đến hơn 80 tuổi. Theo khế ước mà chuộc lại ruộng là hoàn toàn đúng lý, nhưng lại có vẻ như không gây tổn hại cho người khác. Nhưng một đứa trẻ mới chừng ấy tuổi mà có thể suy xét, thấy được những điều tiềm ẩn bên trong sự việc, thật đáng được cả thần và người kính trọng, được dồi dào phước đức và tuổi thọ. Thứ hai, luôn làm những điều vô đạo đức, sớm muộn con cháu cũng bị lây vạ. Ở quận Tây An của nhà Thanh, có một quan viên chuyên hành ác, bị tiền làm cho mở mắt, che chắn cho những tù nhân có tiền, thường xử oan cho những người vô tội, suốt đời làm không ít việc ác khiến người bất bình. Tuy nhiên, cuộc đời của ông vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, những năm cuối đời vẫn hưởng vinh hoa phú quý. Sau khi ông qua đời, ba đứa con trai của ông rất nhanh trở thành kỹ nữ, cuộc sống trở nên khốn đốn và lầm than. Nhiều người thắc mắc lý do tại sao khi còn sống ông đã làm không ít việc ác. Tuy nhiên, ông vẫn có một cuộc đời thuận lợi, hưởng vinh hoa phú quý.
Kỳ thực, đó chính là phúc phận do ông đã tích lại từ những kiếp trước, từ những việc làm tốt mà tạo nên, còn những việc làm bất chính mà ông làm trong đời này lại xảy đến với con cái của ông sau này. Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để phúc cho con. Nếu như cha mẹ làm điều thất đức thì con cái đời sau của họ lại bị vạ lây, sẽ không nhận được phúc báo từ tổ tiên, cha mẹ, cả đời phải khổ sở vì những điều xấu xa mà cha mẹ gây nên. Vậy nên người xưa mới có câu: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Có người thông tin vào luật nhân quả, không tin, cho rằng thần Phật. Vậy là họ vô tư làm điều ác mà không nghĩ đến hậu quả. Nhiều người lại còn dẫn chứng ra tại sao người này người kia cũng làm điều xấu mà vẫn xinh đẹp, dạng người, tiền bạc thừa mứa, giàu nứt đố đổ vách. Quả báo thường đến muộn nhưng không phải là không có. Thay vì làm điều thất đức xấu xa thì hãy hành thiện tích đức để tạo cho con cháu nhiều phúc báo, bởi có đức thì mặc sức mà ăn. Quý vị thân mến, người xưa có câu: đi qua sông sao không ướt giày. Một số người nắm lấy cơ hội và nghĩ rằng họ có mối quan hệ và nền tảng, họ có thể làm việc bằng mọi cách. Đó là sự kiêu ngạo và tự phụ. Người như vậy có thể gặp may mắn một hai lần, nhưng không phải cả đời. Cái gọi là hổ sẽ được chôn trên núi. Một con hổ mạnh mẽ đến đâu, theo thời gian con hổ đó sẽ già đi và chết. Nó sẽ bị chôn vùi vào một ngày nào đó, bởi vì không có mạnh mẽ nào vĩnh viễn, không có yếu đuối nào mãi mãi. Mạnh yếu bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Khi nói đến việc đối xử với mọi người, tốt nhất là tuân theo nguyên tắc cá nhân lẽ phải. Nếu không, không chỉ bản thân chúng ta sợ nửa đêm có người gõ cửa, mà còn cả con cháu chúng ta nữa. Hôm nay bạn có đủ tự tin để tính toán chiếm đoạt lợi ích của người khác, bạn cũng có đủ tự tin vào hôm nay, và bạn có thể làm bất cứ điều gì cần thiết. Nhưng còn ngày mai, tương lai thì sao? Sẽ có một ngày suy tàn, cảm thấy sợ hãi trước những điều không đúng lương tâm. Khi mạnh và thịnh, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho nguy hiểm trong thời gian suy, và nghĩ xem hành động của bạn có gây hại cho họ và cho các thế hệ tương lai hay không. Nếu nó gây ra sự đau đớn, tổn hại đến người khác thì hãy đừng làm điều đó. Nếu biết trong núi có hổ mà vẫn thích lên núi để đối đầu với sự nguy hiểm cho mình, đó là hành vi ngu xuẩn. Thứ ba, một môi trường không nề nếp, gia phong làm méo mó tính cách của con cháu. Trong nếp sống của người Việt Nam, gia đình có vai trò rất lớn trong việc bồi dưỡng tâm hồn và giáo dục nhân cách con người. Trong mỗi gia đình đều có gia phong. Gia phong chính là các nguyên tắc ứng xử, là lễ nghi giúp cho gia đình yên ấm, hòa thuận. Một gia đình có nền nếp gia phong thường tạo nên một không khí đầm ấm, bình yên. Trong môi trường ấy, con cái có điều kiện được chăm sóc, dạy dỗ và phát triển theo đúng hướng tích cực. Ngược lại, một gia đình không hòa thuận, bố mẹ thường cãi vã thì sẽ ảnh hưởng xấu đến con cái. Có những đứa trẻ lớn lên trong thù hận, mặc cảm, tự ti và có thể trở thành kẻ xấu ảnh hưởng đến gia đình và xã hội. Ngày nay, cuộc sống xã hội hiện đại đã kéo mọi người theo dòng chảy công việc. Thời gian cha mẹ đi làm, con cái đi học, rồi học thêm cả ngày nghỉ. Các thành viên trong gia đình ít có cơ hội quây quần, gần gũi, trò chuyện với nhau. Đó là một trong những nguyên nhân khiến cho sự gắn kết các thành viên trong gia đình hiện đại ngày càng lỏng lẻo, thiếu sự quan tâm chia sẻ, nhất là giữa cha mẹ và con cái. Chính sự thiếu quan tâm của cha mẹ
đối với con cái có thể dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực cả về mối liên hệ tình cảm cha mẹ, con cái hoặc tăng thêm nguy cơ đối với các hành vi lệch chuẩn trong cuộc sống. Một số nhà giáo dục cũng cho rằng gia đình là môi trường nền tảng. Có tốt hay không sẽ có tác động khôn lường đến việc hình thành tính cách của trẻ. Hoàn cảnh gia đình ban đầu tương đối yên tĩnh, không có cãi vã, tính tình của đứa trẻ sẽ không quá hung bạo mà sẽ hình thành khí chất quân tử. Quân tử khiêm tốn, ôn nhu như ngọc. Môi trường gia đình có sự ồn ào, mọi người tranh cãi có tác động mạnh mẽ, vấn đề vật lý sau này tính khí của đứa trẻ sẽ trở nên hung bạo. Nhân cách vốn đã tốt bụng có thể bị bóp méo. Có câu nói rằng, một số người dành cả đời để chữa lành vết sẹo của gia đình ban đầu của họ. Là cha mẹ, bạn nên tạo bầu không khí gia đình hòa thuận cho con cái, tránh cãi vã, xung đột nếu có thể. Sự hòa thuận và yên tĩnh trong gia đình rất có thể sẽ cho phép trẻ đi đúng hướng theo cuộc sống. Một gia đình tốt có thể giúp trẻ em trưởng thành. Một gia đình tồi tệ sẽ chỉ cản trở con cái phát triển và tiến xa hơn. Còn việc lựa chọn như thế nào thì tùy vào sự sắp xếp và ý tưởng riêng của mỗi gia đình. Cuối cùng, gia tài thăng tiến sớm muộn hại con cháu. Từ xưa đến nay vẫn tồn tại bất lực hiện trạng. Một thế hệ tiền duệ đặc biệt cường đại, hậu duệ tầm thường, thậm chí có hậu duệ trí tuệ thấp kém. Chẳng hạn như ba đời Tư Mã Ý, Tư Mã Chiêu, Tư Mã Thạch, Tư Mã Diên đặc biệt hùng mạnh nhưng lại sinh ra một kẻ bất tài như Tư Mã Trung, khiến triều đại nhà Tấn nhanh chóng suy tàn, họ Tư Mã dần khô héo. Ví dụ Cao Hoan của triều đại Bắc Tề và Vũ Văn Thái của triều đại Bắc Chu đều được gọi là người danh tiếng. Tiếng vang của họ khiến cả thế giới biết đến, chỉ là phần lớn con cháu của Cao Hoan đều có vấn đề trí tuệ, tính cách đặc biệt khác người, cho nên nhà họ Cao ở triều đại Bắc Tề bị các sử gia gọi là gia tộc bại hoại. Tại sao những gia đình này lại xảy ra tình trạng thế hệ trước rất hưng thịnh, thế hệ sau lại suy tàn? Bởi vì cái trước thúc đẩy tài sản của cái sau. Nói cách khác, một thế hệ đã vượt qua chỉ số IQ của nhiều thế hệ. Là người lớn tuổi trong gia đình, hãy cố gắng có quan niệm tốt cho một thế hệ, tốt cho tất cả thế hệ. Tất cả các thế hệ đều điều độ thì tốt hơn là một thế hệ hoàn hảo. Đây là cách thể hiện một thế hệ đi trong thời gian dài. Quý vị thân mến, người xưa có câu gia hòa vạn sự hưng. Câu nói này quả là có đạo lý. Chúng ta làm việc chăm chỉ mỗi ngày chẳng phải là vì mong muốn có cuộc sống gia đình và bản thân tốt hơn hay sao? Ngay cả khi bạn có rất nhiều của cải, bạn có thể hạnh phúc nếu không có sự đồng hành của gia đình sao? Thậm chí khi có sự nghiệp thành công và rất nhiều của cải, thiếu vắng một gia đình hạnh phúc cũng là một trong những điều hối tiếc lớn nhất trong tâm hồn. Mỗi người đều có một cái nhìn và tiêu chuẩn khác nhau về hạnh phúc. Nhưng đối với tôi, hạnh phúc gia đình đó mới chính là thành công nhất. Những câu tục ngữ khôn ngoan thường thể hiện sự khôn ngoan và trí huệ của người xưa. Trong dân gian có rất nhiều câu nói liên quan đến gia đình, đó cũng là chủ đề luôn được mọi người nhắc đến. Một gia đình có hưng thịnh và phát tài hay không, kỳ thực có quan hệ rất lớn với bốn điều này. Do đó, tổ tiên từ lâu đã có cách nói gia đình có bốn đức, gia hưng nhân vượng. Vậy đó là bốn đức nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và suy ngẫm. Thứ nhất là anh em trong nhà chung sống hòa thuận.
Một gia đình có thịnh vượng và phát đạt hay không cũng liên quan rất nhiều đến việc các thành viên trong gia đình có hòa thuận, đoàn kết với nhau hay không. Người xưa rất chú trọng việc nối dõi tông đường. Những gia đình giàu có sẽ cưới 3 vợ, 4 thiếp. Họ thường sinh nhiều con, nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện những vấn đề nan giải. Nếu anh chị em trong nhà sống rất hòa thuận với nhau, không khí trong nhà sẽ luôn hài hòa. Khó khăn nào anh em cũng chia sớt, giúp đỡ lẫn nhau, gia đình sẽ dần trở nên lớn mạnh. Nếu anh em trong nhà thường xuyên tranh giành quyền lợi và tài sản của gia đình thì sẽ khiến gia đình tan đàn xẻ nghé. Vì vậy, anh em trong nhà sống hòa thuận, yêu thương lẫn nhau là một phần quan trọng để duy trì hạnh phúc gia đình, đồng thời cũng là nhân tố quan trọng làm nên sự hưng thịnh của gia đình. Thứ hai là vợ chồng tôn kính lẫn nhau. Trong một gia đình, vợ và chồng là trụ cột của gia đình. Sự chung sống hòa thuận của vợ chồng là nền tảng cho sự thịnh vượng của gia đình. Chúng ta có thể nhìn vào những người thành công, hầu hết họ đều có một người vợ đức hạnh làm hậu phương vững chắc cho họ. Người chồng chăm chỉ làm ăn bên ngoài, người vợ ở nhà chăm sóc con cái chu đáo, đảm đương việc nhà. Công việc gia đình được vợ sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khiến chồng không phải lo lắng gì cả. Sau một ngày bận rộn làm việc, trở về, một bức tranh gia đình đầm ấm hạnh phúc, tâm trạng của người chồng sẽ thoải mái biết bao. Ngược lại, nếu đi làm vất vả, trở về nhà với khung cảnh thê thảm, mối quan hệ giữa vợ chồng không hòa thuận, thường xuyên cãi vã và giận hờn, người chồng sẽ cảm thấy mệt mỏi, muốn có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi cũng thật khó khăn. Sống trong một hoàn cảnh gia đình như vậy, tinh thần và vật chất sẽ bị ảnh hưởng xấu. Trong một gia đình, khi vợ sợ chồng hoặc chồng sợ vợ đều không đem lại những hiệu ứng tích cực. Nó đều đẩy gia đình đó đến những bi kịch theo cách này hay cách khác. Và đương nhiên sẽ không có một hạnh phúc trọn vẹn khi mà các thành viên trong gia đình phải nhìn thái độ của người khác để sống. Nhiều người cho rằng các thành viên trong gia đình phải biết sợ một ai đó, như vậy mới có thể duy trì được trật tự trong gia đình. Nhưng liệu trong gia đình có thực sự cần một thứ trật tự trên dưới, kẻ sợ hãi phục tùng, người trịch thượng ra lệnh, điều hành hay không? Thực ra, vợ và chồng là những người đồng hành trên con đường hạnh phúc. Bởi hạnh phúc là một cuộc hành trình dài, vợ và chồng cần có sự hỗ trợ và giúp đỡ nhau trên bước đường đời. Vợ chồng là điểm tựa của nhau, cùng vịn vào nhau để chống chọi với những giông gió, những tai ương của cuộc đời. Sự đồng thuận của vợ chồng có sức mạnh khủng khiếp, giúp họ làm được những điều kỳ diệu. Điều quan trọng nhất trong quan hệ vợ chồng là sự tôn trọng lẫn nhau. Cả vợ và chồng cần biết lắng nghe nhau, thấu hiểu và chia sẻ với những nỗi niềm, những suy nghĩ của nhau. Chỉ khi có sự đồng cảm và chia sẻ thì vợ và chồng mới thực sự là một nửa của nhau. Sự đồng điệu trong tâm hồn, suy nghĩ và thể xác sẽ giúp các cặp vợ chồng vượt qua những khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc. Không chỉ quan hệ vợ chồng, cũng không nên tạo ra những khoảng cách khiến con phải sợ cha mẹ. Bởi khi có cảm giác sợ, con trẻ sẽ rất khó để bộc lộ hết những suy nghĩ của mình. Việc không hiểu con chính là một thất bại khủng khiếp của những người làm cha, làm mẹ. Thay vì là chỉ huy, hãy trở thành bạn của con, cùng con chơi đùa, lắng nghe những suy nghĩ, băn khoăn của con để tìm ra cách giáo dục tốt nhất. Tóm lại, sẽ là sai lầm nếu cố làm cho một nửa của mình phải sợ mình. Thay vào đó, hãy tìm kiếm ở nhau sự tôn trọng, sự thấu hiểu và chia sẻ.
Chỉ khi đó, gia đình mới thực sự hạnh phúc. Thứ ba là gia phong gia đình tốt. Gia đình là tổ ấm yêu thương, nơi ta luôn nhớ về tổ ấm yêu thương ấy được dệt nên bởi mỗi thành viên trong gia đình gắn kết, có trách nhiệm với nhau, và để mỗi gia đình có những đặc trưng riêng thì cần phải có nề nếp gia phong. Nếu tình yêu thương được ví như trái tim thì nề nếp gia phong chính là bộ não của ngôi nhà đó. Vậy nên muốn có tình yêu thương trong gia đình, mọi thành viên được gắn kết với nhau, thiết nghĩ trong gia đình đó phải có những nguyên tắc sống. Bởi gia phong tốt là chìa khóa để gia đình có được sự thịnh vượng lâu dài. Điều này rất quan trọng. Chúng ta đều biết rằng Tăng Quốc Phiên, một quan đại thần của triều đại nhà Thanh, là một trong những người thành công nhất trong lịch sử. Gia phong của ông được hậu thế lưu truyền rộng rãi, cũng là tấm gương để mọi người học hỏi. Một gia phong tốt có thể làm cho gia đình thịnh vượng lâu dài. Đó là điều quý giá nhất mà tổ tiên nên để lại cho thế hệ mai sau. Điều đó tốt hơn rất nhiều so với của cải, tài sản hay tiền bạc. Của cải dù nhiều đến mấy, sớm muộn cũng tiêu hết. Một gia đình nề nếp có thể duy trì sự phát triển lâu dài của một gia đình. Nề nếp gia đình tốt sẽ tạo nền tảng vững chắc để các thế hệ tương lai thiết lập một cái nhìn đúng đắn về cuộc sống, đồng thời tránh đi đường vòng hoặc rơi vào con đường sai lầm. Có một câu chuyện nhỏ như vậy. Một phụ huynh đưa con ra ngoài ăn tối, trên đường đi gặp một người ăn mày. Thông thường cha mẹ sẽ có thể nói: con cố mà học cho giỏi, nếu không sau này chỉ có giống như bọn họ, không có công việc, chỉ biết ăn xin mà sống. Tuy nhiên, vị phụ huynh này đã nói với con bằng một niềm tin mạnh mẽ: con hãy cố gắng học tập chăm chỉ, sau này có thể giúp cho những người này có việc làm, để họ không phải đi ăn mày như vậy nữa. Kiểu gia đình như thế nào thì cũng sinh ra những người con như vậy. Phương cách giáo dục ra sao sẽ dưỡng thành những đứa trẻ như thế. Diện mạo của cha mẹ chính là diện mạo của con cái. Gia giáo và nền nếp là tài sản quý giá nhất của một gia đình, cũng là tài sản mà con cháu đời sau lấy hoài không hết. Từ xưa đến nay, gia giáo và nền nếp trong gia đình là có ảnh hưởng đến con trẻ vô cùng lớn. Người xưa nói, trung hậu truyền gia cửu, khiêm thận kế thế trường, tức trung hậu truyền đời thì gia đình được vững bền, khiêm cung thận trọng thì phúc thọ được dài lâu. Nếu một gia đình có được nhân đức và thiện lương, có thể truyền thừa đến 10 thế hệ cháu con. Gia tộc Phạm Trọng Yêm là một ví dụ điển hình. Phạm Trọng Yêm là chính trị gia văn học ra đời Bắc Tống, sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo khổ ở huyện Ngô Phủ, Tô Châu. Cuộc sống thanh bần thời thơ ấu khiến ông gây dựng được thói quen cần kiệm tiết chế. Sau khi vào triều đình làm quan lớn, Trọng Yêm vẫn giữ được nền nếp ấy. Có lần ông mua nhà ở Tô Châu, thầy phong thủy ra sức khen ngợi phong thủy thật tốt, đời sau con cháu nhất định làm đến tam công cửu khanh. Phạm Trọng Yêm nghĩ thầm, nếu nhà này có phong thủy khiến cho đời sau vinh hiển như thế, không bằng ta đổi thành học đường thì hơn, để muôn dân trăm họ Tô Châu được vinh hiển. Tương lai sau này có nhiều người tài đức, chẳng phải là càng có lợi đó sao? Ông lập tức đem ngôi nhà quyên góp sửa sang thành học đường. Quả là thỏa nguyện ước ấp ủ bao lâu nay của những trẻ nghèo không có tiền đi học. Ông có học bổng khá cao, nhưng không vì thế mà hư nát dục vọng tiền tài. Phạm Trọng Yêm luôn nghĩ đến rất nhiều người còn đang khổ cực, quyết định đem bổng lộc cứu tế dân nghèo. Phạm Trọng Yêm thông qua lời nói và việc làm mẫu mực đã dạy cho con cháu những bài học làm người vô cùng sâu sắc. Làm người ấy chính là phải biết sửa mình, có một tấm lòng trí công vô tư,
tích đức, hành thiện. Bốn người con trai của Phạm Trọng Yêm lớn lên đều thông minh phi phàm, tài đức vẹn toàn, cũng được làm quan tới tể tướng, tam công cửu khanh, thị lang. Con cháu Phạm gia cũng đều vinh hiển, có đức, có tài, phúc báo thật là kéo dài không dứt. Tục ngữ có câu, không ai giàu ba họ, nhưng dòng họ Phạm lại thịnh vượng trong suốt 800 năm. Đến thời dân quốc, Phạm gia vẫn là một dòng họ nổi tiếng. Đây đúng là một minh chứng chân thực cho việc tích đức hành thiện, tạo phúc báo cho đời sau. Thiện lương là gia phong tốt, thiện lương là sự cao quý và kiên cố nơi tâm hồn, giúp con người trở thành một người tốt với nhãn quan thế giới tươi đẹp. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình thiện lương, nhân hậu sẽ được dưỡng thành một con người lương thiện, tấm lòng rộng mở. Người xưa nói, một ngày làm việc thiện, phúc dù chưa tới, họa đã xa rồi. Thiện lương chính là lá bùa hộ mệnh tốt nhất đối với con trẻ. Thứ tư là không có thói quen xấu. Chúng ta đều biết, có biết bao nhiêu gia đình từng hạnh phúc mỹ mãn đã bị nạn cờ bạc làm cho tan nát. Một khi đã nghiện cờ bạc thì rất khó bỏ. Một khi càng lún càng sâu thì sẽ không thể tự thoát ra được. Dục vọng, tham lam xuất phát từ cờ bạc là một hố sâu không đáy, dễ dàng hủy hoại tương lai của một người, thậm chí là cả gia tộc. Rượu bia cũng vậy, uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Sức khỏe là điều quan trọng nhất. Rượu bia sẽ làm tê liệt bộ não của chúng ta và làm chúng ta mất đi động lực. Nếu chúng ta hàng ngày đều sống trong men say của rượu, chìm đắm vào nó thì sẽ không cách nào có thể phấn đấu và làm việc chăm chỉ. Vậy làm sao có thể sống một cuộc sống hạnh phúc? Một gia đình thiết lập được những thói quen tốt thì vận khí cũng tốt. Nếu duy trì những thói quen xấu thì vận khí trong gia đình cũng theo đó mà sa sút. Bởi vậy, cổ nhân mới nói, gia đình nào có được bốn đức trên thì gia đình đó sẽ sung túc, thịnh vượng. Quý vị thân mến, người sống có đức phước báo tự nhiên tìm đến, người có tâm, nhan sắc tự nhiên đẹp. Dối trời, dối Phật, dối nhân sinh, đố ai dối được lương tâm của mình. Trốn trời, trốn nợ, trốn tình, đố ai trốn được nghiệp mình đã gieo. Nếu hôm nay bạn đối xử tốt với người khác thì mai này bạn hay thậm chí con cháu của bạn sẽ nhận lại đầy đủ sự tử tế của cuộc đời, bởi nhân quả công bằng sẽ chẳng bao giờ mất. Còn bây giờ, thời lượng chương trình xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy video hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!